Còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Hiện nay, các nhà vườn trên địa bàn thị xã Phú Mỹ đã bắt đầu cung ứng hoa cây kiểng phục vụ nhân dân trưng Tết. Theo các nhà vườn, năm nay thời tiết thuận lợi nên các loại hoa kiểng phát triển tốt, mẫu mã đẹp, không bị sâu bệnh, dịch hại. Lượng hoa năm nay dồi dào hơn mọi năm nên giá cả ổn định. Để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2020, gia đình anh Nguyễn Văn Tuyền, ngụ tại khu phố Lam Sơn, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, xuống giống 1.500 chậu hoa cúc pha lê, tăng 1.300 chậu so với Tết năm 2019. Để có hoa cúc pha lê bán vào dịp Tết, đầu tháng 8 âm lịch, gia đình anh Tuyền bắt đầu xuống giống. Thời tiết cuối năm rất thuận lợi, ít mưa, nắng ấm, nên hoa phát triển tốt. Cây bung hoa đều, không bị sâu hại. Hiện nay, vườn cúc pha lê của anh Tuyền đã tiêu thụ được 50%, với giá dao động từ 350.000 đồng đến 1.200.000 đồng một cặp, tùy kích cỡ chậu. Năm nay rất là phong phú bởi vì hiện nay trồng vườn này bán cũng hơn một nửa rồi. Từ đây tới Tết thì khả năng bán hết. Giá cả như chậu nhỏ, chậu 40 thì đây bán 350 một cặp, còn chậu 60 bán 700, chậu 1m2 bán 1.5 triệu một cặp. Theo anh Phạm Văn Toán, ngụ khu phố Lam Sơn, phường Phước Hòa cho biết, gần 10 năm qua, đây là năm thời tiết thuận lợi cho cây mai nhất. 600 cây mai của gia đình anh ra nụ rất đều, lượng nụ trên mỗi cây cũng nhiều hơn mọi năm. Hiện gia đình anh đã bán 300 cây mai cho khách hàng, với giá dao động từ 10 đến 60 triệu đồng một cây. Để phục vụ thị trường Tết năm nay, nông dân thị xã Phú Mỹ trồng hơn 200 hecta hoa các loại, tập trung nhiều ở các xã Châu Pha, Tóc Tiên, Tân Hải và phường Phước Hòa. Các loại hoa được trồng nhiều là cúc vàng thọ, cúc pha lê, hoa hướng dương, hoa màu gà, hoa trường sinh. Nhiều hộ đầu tư mở rộng quy mô từ 1.000 đến 5.000 chậu, tăng gấp đôi so với năm trước. Ngoài ra, thị xã Phú Mỹ còn có hơn 200 hộ trồng kiểng. Những năm gần đây, do thị trường kiểng tiêu thụ chậm, nên các nhà vườn chủ yếu đầu tư trồng hoa vàng và kiểng mini. Theo các hộ trồng mai ở thị xã Phú Mỹ, lượng mai đẹp cung ứng ra thị trường Tết năm nay dồi dào hơn mọi năm. Giá mai tăng từ 20 đến 25% so với năm trước. Nguyên nhân là do chi phí phân bón, giá thuê nhân công cao. Riêng giá cho thuê mai là 40% so với giá trị cây mai, không tăng so với năm ngoái.